Chuyện này các ngươi thấy như nào chứ? Mặt phục cô đó thiệt sự quá đáng. Ý vào thân phận của đệ tử Ngọc Thanh Tông, vậy mà cướp bảo vật của tông ta. Bảo vật vô chủ, ai có bản lĩnh thì có được, cướp không lại người ta thì nói thẳng đi. Cút! Nhưng dạo gần đây Ngọc Thanh Tông làm việc quả thiệt hơi ống hách ha. Nếu các ngươi cũng cảm thấy như vậy, vậy không bằng chúng ta liên thủ chèn ép Ngọc Thanh Tông thì như nào? Nói không sai, Ngọc Thanh Tông chứa chấp tặc tử ma đạo, mai phục cụ hãm hại vô số người trung lương. Chúng ta phải tìm Ngọc Thanh Tông đòi một lời giải thích nào. Cùng quan điểm! Cùng quan điểm! Cùng quan điểm! Ở dạng yêu giới, ngươi tìm ta sao? Nhìn trong thì người đến không có ý tốt lành. Không sai, trưởng lão Trám Thần, ta là Quan U Cương, từng có một ước định với ngươi. Ước định sao? Ta gửi lời khiêu chiến tới ngươi, nếu ta thắng, ta chính là trưởng giáo của Ngọc Thanh Tông, trưởng lão Trám Thần lẽ nào quên rồi sao? Hắn không phải là sợ mình, cho nên tìm cái cớ không muốn đánh chứ. Lần này tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp ta áp chế Quan sư huynh. Trưởng lão Trám Thần, biểu cảm này của ngươi là có ý gì chứ? Hay... sớm không tới muộn không tới, cứ tới vào lúc này. Nói như vậy, ngươi đồng ý rồi sao? Rất tốt, trưởng lão Trám Thần, thần thông của ta rất lớn rất mạnh, ngươi nhịn đi. Trực tiếp dùng chiêu thần thông mình mới lĩnh ngộ xử lý hắn thôi. Tới lúc đó Hy Truyền sư muội cũng sẽ có cái nhìn khác về mình. Thần thông tuyệt thế này tự mang theo sát thương thiệt sự, hiệu quả phá hoại rất lớn. Một phát nhập hồn, thân xác dở tay. Kiếm vô nhất! Rất lâu không dùng chiêu đó rồi. Tuyệt chỉ thần kiếm. Cái gì? Bự gì hả? Mình vậy mà ngay cứ một kiếm của hắn cũng không đỡ được. Nếu không phải hắn dịch hướng cuộc kiếm khí, mình e là tối con mẹ nó rồi. Quả biến thái rồi, chẳng tết sư bụi nhớ nhung hắn. Đau lòng, quá đau rồi. Nực cười là mình trước đó còn muốn đánh bại hắn bằng một kích nữa. Quan trưởng lão, thật ra ngươi đã rất mạnh rồi, chỉ là chọn sai đối thủ mà thôi. Ngọc Thanh Tông hiện nay cũng chỉ có ngươi đáng để ta ra tay thôi. Trưởng lão Trảm Thần, không cần nguội lòng, có ngươi, Ngọc Thanh Tông mới có tương lai. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hệ thống thông báo, Quan U Cương nảy sinh thiện cảm với, im mãi mồm đi. Và 3 năm sau, Khổ Tu Thành Tiên. Núi Khổ Tu Thành Tiên này sau này chính là tên của ngọn núi này. Khí tức trên người chủ nhân mạnh quá, đây là lại đột phá rồi sao? Đương nhiên rồi, chủ nhân nhà chúng ta là ai cơ chứ? Không hổ là linh sủng mình nuôi lớn, rất biết làm mình vui lòng ha. Thực lực đột phá là không sai. Vừa rồi, một cuộc chiến ở sân thí luyện mô phỏng, mình cuối cùng cũng đánh bại Cổ Đỉnh Chân Nhân. May nhờ Hồng Mông Phán Định kiếm đại phát thần uy, cho dù đã quýnh rất lâu. Dung hư cảnh bát tầng, mình cũng có thể chiến thắng. Tiêu ách dung hư cảnh dị trần thì càng không cần. Tiên tiên, người có mối quan hệ mới, hãy kiểm tra tình hình. Đồ đệ của người, Tô Kỳ bị quỷ tru quýnh lén, x12. Đồ đệ của người, Tô Kỳ tính kế hại chết hàng vạn sinh linh, nghiệp lực cực tăng. Bạn tốt của người, Lý Khanh Tử bị ma tru quýnh lén 58 lần. Bạn tốt của người, Lý Khanh Tử bị tu sĩ chính đạo quýnh lén 44 lần. Bạn tốt của người, Lý Khanh Tử bị trọng thương, mạng sống mong manh. Đạo lữ của ngươi, Tiện Tinh Quân rời khỏi chân gian. Bạn tốt của ngươi, Mặc Phục Cù đô sát một phương, nghiệp lực gút trời. Bạn tốt của ngươi, Hình Hồng Tiền giao nhầm biết cảnh đại tu sĩ thượng cổ, sống chết không rõ. Giới tu tiên giao gần đây, đặc sắc vậy hả? Ngọc Thanh Tông bây giờ có Cổ Đỉnh Chân Nhân làm chỗ dựa. Ngược lại cũng không cần khuất nhục giống như trước. Nhưng các tông môn khác thì sao? Liệu có khi nào cũng có lão tổ gì đó tồn tại không? Không được, dung hư cảnh vẫn là không đủ, vẫn phải luyện tập tiếp thôi.
sớm ngày bước vào hợp thể cảnh. Núi khổ tu thành tiên, hàng trưởng lão thật nhẹ hứng. Trưởng giáo, ngài không thể cố gắng tu luyện mấy trăm năm hả? Hàng trưởng lão phiền phức lớn rồi. Hai phe tông môn chính mà cô đại yến liên thủ chuẩn bị hợp lực công đánh Ngọc Thanh Tông của chúng ta. Hai đạo chính ma liên hợp với công, chuyện gì vậy? Đám khốn kiếp này, nói tông ta có một đệ tử hạch tâm rơi vào ma đạo. Ta đích thân tới cửa xin lỗi, bọn họ lại ra tay với ta. Đúng rồi, đệ tử đó người cũng biết, tên là Mạc Phục Cư. Cái quần què gì? Ta nghi ngờ là có người bôi nhọ Ngọc Thanh Tông, là muốn nhân cơ hội ra tay với chúng ta. Chuyện của Mạc Phục Cư nói chi tiết nghe thử coi. Mạc Phục Cư tới từ Mạc Gia, vốn là thế gia tu hành. Lúc đó tên của hắn không phải là Mạc Phục Cư. Cảnh đẹp không dài lâu, Mạc Gia có người cấu kết với ma đạo, cả tộc bị các tông môn chính đạo liên thủ tiêu diệt. Chỉ còn lại Mạc Phục Cư và Mạc Trúc may mắn sống sót. Sau này, hai huynh đệ nương tựa mà sống, lang bạc nhân gian mấy năm. Cho tới khi lang bạc tới Ngọc Thanh Tông, được đạo Lôi trưởng lão đích thân thu làm đệ tử và ban cho tên mới. Từ nay về sau, Mạc Phục Cư chính là tên của ngươi. Hy vọng ngươi quên đi thù hận, làm lại con người. Tuy nhiên, hắn không thể được như ý nguyện. Có một lần ra ngoài lịch luyện, hắn gặp phải kẻ thù ngày xưa, hắn đã giết không ít đệ tử của tông môn đó. Sau đó lại liên tục đánh giết đệ tử của các tông môn chính đạo khác tham gia vào vụ án năm đó. Tới mức bây giờ, có hơn 5 tông môn đang truy sát Mạc Phục Cư. Mạc Phục Cư bị ép tới đường cùng, không thể thi triển thần thông của gia tộc. Kết quả thần thông ẩn chứa ma niệm dẫn tới hắn trực tiếp nhập ma. Hắn dựa vào thần thông này, số người hắn giết càng ngày càng nhiều. Đã triệt để thành ma, không thể quay đầu. Nhưng Mạc Phục Cư tuyệt đối không phải người như vậy. Con người của hắn khiêm nhường, không thể làm việc cực đoan. Ta cũng nghĩ như vậy, chuyện này quá uẩn khúc. Những tông môn này không hỏi ta thì đã truy sát Mạc Phục Cư, ngộ nhờ hắn bị người khác khống chế thì sao? Ta vốn muốn đi khuyên, nhưng bọn họ vậy mà quấn ta. Rất rõ ràng bọn họ làm mượn cớ khai chiến. Người có từng thấy chuyện của tiểu bối có thể dây tới cấp bậc trưởng giáo chưa? Hiện nay hai đạo chính ma dây công chúng ta, lại cộng thêm lão tổ rời đi, vốn dựa vào hàng trưởng lão và quan U Cương, chúng ta dần có thể đối kháng. Nhưng quan U Cương không biết tại sao lại bị thương nặng, tới bây giờ vẫn chưa khôi phục. Xem ra chúng ta chỉ có đường chạy thôi. Trưởng giáo trước tiên đừng gấp, hai đạo chính ma có dung hư cảnh hoặc hợp thể cảnh tồn tại không? Sao có thể chứ? Hoàng Tôn Thiên trước đó có quá thần cảnh cửu tầng đã hoành hành bá đạo ở Đại Yến. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói linh tinh. Bọn họ nếu có loại tu sĩ cấp bậc này thì sớm đã đi ra tiêu diệt Sở Y Thánh Giáo rồi. Vậy có người nào ra ngoài tu luyện có được cơ duyên gì đó giống như lão tổ của Ngọc Thanh Tông không? Cái này không rõ lắm, lúc đầu khi lão tổ tìm tới cửa đánh cho. Bọn họ người nấy đều như cháu vậy. Ít nhất ta không nghe nói Đại Yến có còn sự tồn tại của Dung Hư Cảnh. Hàng trưởng lão, chuẩn bị một chút đi. Nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ dẫn Ngọc Thanh Tông tới hải ngoại nương nhờ lão tổ. Chạy cái gì mà chạy chứ? Ta còn chưa muốn chạy, ngay chạy cái gì? Có ý gì chứ? Để bọn họ tới đi. Bọn họ sẽ biết người đáng sợ nhất của Ngọc Thanh Tông chưa chắc là lão tổ. Người bây giờ có cảnh giới gì chứ? Ít nhất không kém lão tổ đâu. 1 năm sau. Nghe nói gì chưa? Đệ tử của thập cửu lộ tông môn đã ép gần tới Ngọc Thanh Tông. Chúng ta hay là chạy đi? Chạy cái gì mà chạy? Bọn họ không dám đến đâu. Nếu không lão tổ của chúng ta trở về sẽ giết cả mà. Đó là hoàng cực hào của Chu Trước Kiếm Tông sao? Chu Trước Kiếm Tông đến tới đây rồi sao? Chạy mau! Ai, này, ta không có nha. Má, nó chạy hết đi rồi. Sao ngươi lại tới nữa vậy? Lần trước bị đánh chưa đủ sao? Đạo hữu đừng động thủ, ta chỉ là tới viếng thăm ngươi, ta tuyệt đối không có ác ý gì cả. Viếng thăm ta, kỳ quặc vậy.
Dạo gần đây có người muốn liên hợp hai đạo chính ma đối phó Ngọc Thanh Tông. Tông chủ của chúng ta phái ta tới hỏi xem Ngọc Thanh Tông có cần giúp đỡ không? Không cần, bất luận các ngươi tới bao nhiêu người đều phải chết. Khẩu khí thiệt ngông cuồng, không hổ là trưởng lão trảm thần. Có điều, chuyện này quẩn khúc, nói không chừng sau lưng có người xúc dục ha. Nếu các ngươi có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, ta không để bụng kêu trưởng giáo chỉnh kết đồng tâm với các ngươi. Thiệt sao? Không nói dối nửa lời nha. Trưởng lão trảm thần vậy mà một mình đối kháng với thập cửu lộ tông môn, có thể kết giao với người hào tình như này. Mình không tiếc đắc tội với thập cửu lộ tông môn trong chuyện liên minh cùng muốn chạy tới báo tin cho Ngọc Thanh Tông, quả nhiên là xứng đáng. Hệ thống thông báo, Hoàng Cực Hào nảy sinh thiện cảm với ngươi, mức độ thiện cảm hiện nay là 4 sao. Cái đồ mẹ gì vậy? Người này sẽ không phải có ý nghĩa gì không trong sáng với mình đó chứ. Lý Tiềm Long của Vệ Gia xin điện báo xuất sơn. Xuất sơn, yêu cầu của ta rất cao. Tiền bối cứ việc đề xuất, Lý Mộ nhất định thỏa mãn tiền bối. Ồ, thiệt sự cái gì cũng được sao? Được rồi. Ở bí cảnh thượng cổ nào đó. Bí pháp trên bức tường này trông rất thâm ảo. Sao chép nói về cho phu quân, chàng ấy nhất định sẽ rất vui. Không biết phu quân có nghe được tâm ý của ta không ta? Ai vậy? Tiểu hữu không cần cẩn trọng, ta chỉ tới thăm ngộ công pháp. Điều bộ của hắn nhìn trông không giống lần đầu tiên tới đây. Lẽ nào trước khi mình tới, người này đã phát hiện tòa sơn bích này rồi ư? Người này hình như không có ác ý gì cả. Xem ra sự an toàn bên phía hình hồng tiền tạm thời không cần lo lắng. Có điều vẫn nên lưu tâm thì hơn. Hả? Đây là ngọc giản truyền âm. Đù, chưa từng dùng thứ này, giờ dùng kiểu gì đây? Trưởng lão trảm thần, ta đã trao đỏ. Lão hoàng sao lại bị đánh thành con chó vậy? Chuyện thập cửu lộ tông môn công đánh Ngọc Thanh Tông có liên quan tới Vệ Gia. Ta rất ổn, không cần lo cho ta đâu. Đâu phải không có dòng bạn bè. Đồ đệ của ngươi, Tô Kỳ bị tu sĩ của Liễu Gia đánh lén, ít 43. Đồ đệ của ngươi, Tô Kỳ bị tu sĩ của Liễu Gia cưỡng chế bắt ở rễ. Bạn tốt của ngươi, Chu Phạm bị ma tu đánh lén, ít 8. Bạn tốt của ngươi, Thường Nguyệt Nhi học được thần thông. Bạn tốt của ngươi, Hoàng Cực Hạo bị tu sĩ của Vệ Gia đánh lén 288 lần. Bạn tốt của ngươi, Hoàng Cực Hạo bị trọng thương, mạng sống trêu mạnh, may mắn chạy thoát. Đồ đệ của ngươi, Tô Kỳ truyền dẫn xuôi, Liễu Gia chịu ôn dịch ngàn năm khó gặp, cả nhà diệt vong. Giờ không phải không sao hay sao? Ta lo lắng cho ngươi làm gì? Tiểu tử Tô Kỳ này quá khủng bố rồi, đi tới đâu thì diệt nơi đó. Xem ra khí vận của hậu vệ tiên đế này thì sự mạnh, vậy mà có thể đỡ được giận xuôi. Có điều Vệ Gia này được đó, vậy mà có thể làm Hoàng Cực Hạo trọng thương. Vẫn nên tìm chữ giáo nghe ngóng về nhà này. Người nói cái gì, Vệ Gia? Chữ giáo có biết Vệ Gia không? Vệ Gia ở Đại Yến không tính là quá nổi tiếng, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Vệ Gia đa phần sinh ra mỹ nữ, liên hôn khắp nơi, thậm chí việc kinh doanh lan ra ở bên ngoài Đại Yến. Mối quan hệ của nhà này có thể là rộng nhất. Hàng trưởng lão ngươi cũng muốn nữ nhân sao? Có một loại khả năng Vệ Gia chính là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện lần này không? Không thể nào. Vệ Gia không có bản lĩnh lớn như vậy. Với lại bọn họ và Ngọc Thanh Tông giao hảo đời đời. Chỉ là suy đoán mà thôi. Mối quan hệ rộng quả thiệt chuyện gì cũng có thể làm được mà. Hỏi thêm một chút vậy. Vậy chủ tử của Vệ Gia là ai? Nghe nói đã đổi người, cụ thể thì không rõ lắm. Vậy không có gì nữa, trưởng giáo cố gắng dưỡng thương đi. Nếu kẻ địch tới xâm phạm thì của ta.
Được, nhất giải cho hàng trưởng lão rồi, sư huynh đã uống thuốc rồi. Hey, quán cũ chưa trụ, thù mới lại tới. Chú ý cầu thang nha ba. Nếu biết kẻ đứng sau này thì dễ xử lý rồi, nhưng không biết chủ tử của vệ gia là ai. Muốn nguyện rủa cũng không có cách nên đức bực. Bỏ đi, lấy hai người này ra phát tiết vậy. Tuần trước đã nguyện rủa Tiêu Ích, tuần này thì tới lượt hắn, Lý Tiềm Long. Hê hê, chỉ mong chờ hệ thống có thể truyền đạt tin báo hỷ của các ngươi. Ở mật thất nào đó, phải đột phá rồi. Nếu đột phá, khả năng thành công của chuyện lần này sẽ càng lớn. Không, tại sao lại xảy ra vấn đề vậy? Cứ tiếp tục như này, mình phải tới bao giờ mới có thể tiêu diệt Ngọc Thanh Tông đây? Bỏ đi, thời gian cũng tới rồi, vẫn là làm theo kế hoạch trước đã. Lý huynh tu luyện như thế nào rồi? Không bằng cùng nhau chơi đi. Nếu các vị tông chủ đã tập trung đủ, vậy ta nói thẳng luôn, lần này ta và Dạy Gia đã bỏ ra cái giá rất lớn, mời tới một vị đại tu sĩ Dung Hư Cảnh để hỗ trợ chúng ta loại bỏ Ngọc Thanh Tông. Dung Hư Cảnh sao? Ta trước đó đã tìm hiểu, lão tổ của Ngọc Thanh Tông, Cổ Đỉnh Chân Nhân đã ra biển chơi. Bây giờ người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ có trưởng lão Trảm Thần. Nếu các vị liên thủ với ta, Ngọc Thanh Tông ắt sẽ bị tiêu diệt. Các vị yên tâm đi, vị tiền bối đó có tông môn của mình, sau khi xong việc thì hắn sẽ đợi đi. Đợi sau khi tiêu diệt Ngọc Thanh Tông, vậy gia chỉ cần bí cảnh của Ngọc Thanh Tông, tuyệt đối không tham gia tranh đấu. Được, tông môn của ta nguyện ý gia nhập. Gia nhập, tính cái ta nữa. Một lũ ngu si, chờ ta tiêu diệt được Ngọc Thanh Tông, tới lúc đó sẽ mời tiền bối ra tay tiêu diệt các ngươi. Là ai? Rốt cuộc là ai đang chủ ta vậy? Chữ trong tranh cố gắng tự học tiến bộ mỗi ngày, vẫn hỏng có phản hồi gì, lại chủ em hỏng được sao? Ba năm sau, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành Yêu Dương Mộc Phương. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo đánh lén 129 lần. Bạn tốt của ngươi Cổ Đỉnh Chân Nhân bị tán tu đánh lén. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ có được cơ duyên lĩnh ngộ thần thông. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cù bị ma tu đánh lén thế mẹ luôn 287 lần. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cù bị tu sĩ chính đạo đánh lén 302 lần. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cù bị trọng thương may mắn chạy thoát. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nhập ma đạo. Đù, sao Chu Phàm cũng rơi vào ma đạo rồi? Đạo Lôi, Mạc Phục Cù, Chu Phàm phản bội chắc không phải là truyền thống của Thiên Lôi Phong chứ? Trung Hư Cảnh dị cảnh, phong chủ không được, đệ tử cũng thảm, quả nhiên vẫn là Ngọc U Phong tốt. Chủ nhân, hả, sao vậy? Ta có thể ra ngoài lịch luyện một phen không? Ta thiệt sự nhìn hết nổi rồi. Ra ngoài lịch luyện sao? Ngươi là thần thú, nếu bị người khác biết thân phận, dẫn tới người khác nhòm ngó. Nếu ngươi không ở trong Ngọc Thanh Tông, ta rất khó cứu ngươi. Ta hiểu, nhưng ta cứ cảm thấy ở bên ngoài có loại cơ duyên nào đó đang chờ ta. Thiệt sự suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi một khi ra ngoài, bất luận bị chính đạo hay ma đạo tập kích, ta đều sẽ không ra tay cứu ngươi. Ta cảm thấy chủ nhân nên lo lắng cho bọn họ mới đúng. Đù, má cái gì ghê vậy ba? Những năm nay chìm đắm quá mức vào tu hành, bỏ qua sự thay đổi bên cạnh. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ cẩn thận, ra ngoài đi vòng vòng rồi sẽ trở về. Quần áo bị nước miếng làm ướt hết rồi, rất muốn cho nó một kiếm. Bình tĩnh, đây là sủng vật bảo bối mà hệ thống cho. Về tính cách phiền phức của thiên cẩu hỗn độn, cho dù mình không cho, hôm nào đó cũng sẽ tự mình chạy ra ngoài. Ngược lại không bằng cho nó ra ngoài trải nghiệm một chút đi. Nếu đã như vậy, dạy ngươi đi đi. Đúng rồi,
Như lấy nè. Chó à, ngươi đây là sống trong sung sướng mà không biết hưởng, đợi bị xã hội giả mặt đi, con chó này. Chủ nhân, bỏ đi, nó là thần thú may mắn, muốn chết cũng khó. Sao hả, ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Sao có thể chứ, ra ngoài sẽ bị làm thịt trở thành gà nướng tiêu đó. Ta tới là muốn hỏi xem chủ nhân có thể dạy ta tu luyện được không? Hoặc thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng được. Gà hắc ngục có công pháp bản mệnh, nhưng thiếu pháp thuật, thần thông. Đúng vậy, cũng tới lúc truyền cho nó một chút căn bản lĩnh rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì dạy cho ngươi pháp thiên tượng địa trước. Vừa hay, mượn cơ hội chứng minh khổ tu không kém hơn cơ duyên bên ngoài. Chó béo chết tiệt, không ngờ gì. Ngươi vừa đi, ta tìm chủ nhân học trộm thần thông, lần sau gặp kia ca xem nó đánh nát ngươi không. Đầu năm nay, rốt cuộc là xui xẻo hay là may mắn vậy? Trước đó một tiểu thư tham lam mỹ sắc của ta, kết quả nhà nàng ta đột nhiên bị dịch bệnh, cả nhà trên dưới không ai sống sót trừ mình. Cũng từng gặp phải ma tu chi sát, từ hai dòng chém tới sáu dòng, còn không dẫn theo kẻ thuận đường. Lúc nguy cơ lại chui vào sao quyền của vị thú Godzilla cấp truyền thuyết, ma tu trực tiếp nghẽo luôn. Vận may dường như luôn ở bên ta. Đi tới đâu nhất định sẽ có khảo nghiệm sinh tử chờ ta, nhưng lần nào cũng quá nguy thành an. Nhưng người khác lại không có may mắn như ta. Dịch bệnh, động đất, hạn hán, nạn đói. Ta chứng kiến quá nhiều nỗi khổ của nhân gian, cảm giác có lòng mà không có sức tỏ ra mãnh liệt. Đến cuối cùng chỉ biết cảm thán, đối mặt với thế đạo này, chúng ta thiệt sự nhỏ bé. Có lẽ kết quả của nhiệm vụ không quan trọng, cái quan trọng là quá trình. Trải qua mọi khổ nạn của nhân gian mới hiểu được đại đạo. Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng hiểu ý của người rồi. Xàm sở, tên khốn này thèm khắc cơ thể của ta. Xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, không nhìn thấy. Xin lỗi có tác dụng gì? Bà cô đây bị xàm sở thành như này, sau này ai sẽ cần ta chứ? Ta thiệt sự không ký đó mà. Đi chết đi. Chị mẹ ơi. Quả nhiên là sư phụ đang âm thầm giúp mình. Nếu không sự may mắn của cả chặng đường này của mình, sao được giải quyết trùng hợp như vậy? Không hổ là sư phụ của mình. Không ngờ Nhĩ Ngọc Thanh Tông, Lý Tiềm Long ta tới thăm các ngươi đây. Tiền bối như thế nào? Ngụy Nguyên dung hư cảnh nhất tầng. Ta vừa mới dùng thần thức quét một chút, trong Ngọc Thanh Tông chỉ có một quá thần cảnh. Hơn nữa khi tức không ổn định, nhìn trong còn đang trị thương. Trưởng lão Trảm Thần bị thương sao? Tốt quá rồi. Ngươi mời ta tới là để đối phó với loại tông môn này ư? Cẩn thận không thừa là được mà, lát nữa làm phiền tiền bối rồi. Hừ, một đám u hợp đơn giản. Các vị, tiền bạc, đạo lữ, pháp bảo, đất đai ở ngay trước mắt. Theo ta xông vào, người đầu tiên giết vào Ngọc Thanh Tông, trọng thưởng. Giết! Hệ thống thông báo, Ngọc Thanh Tông bị hai tông môn chính Ma Thập Cửu Lộ tập kích. Người có những lựa chọn sau: một, lập tức chạy cách xa thị phi, có thể có được một kiện đinh bảo. Hai, giết kẻ địch, bảo vệ Ngọc Thanh Tông, có thể có được một quyển bí tịch pháp thuật. Chọn hai, giết kẻ địch, bảo vệ Ngọc Thanh Tông. Ngụy Nguyên, dung hư cảnh nhất tầng tới từ Tây Nguyên Châu, phó tông chủ của Cửu Long Tông. Thí luyện kết thúc, mục tiêu đã bị đánh bại, thời gian sử dụng 3 giây. Chỉ có vậy sao? Báo, thập cửu lộ tông môn tập kích. Đại môn phía đông cần tăng cường hộ vệ ngay. Hộ tông trận của cửa phía nam cần đối vật tiêu hao. Phía bắc dàn yêu giới, giờ đã trong thời khắc bức thiết rồi. Trưởng giáo sư huynh, huynh sao không thể lo lắng vậy? Cho dù chúng ta không chạy, tóm lại phải phái đệ tử ngăn chặn ở chỗ quan trọng chứ. Quản cái gì, cảnh tượng nhỏ mà thôi.
lẽ nào là trưởng lão trảm thần hắn? Không sai, trưởng lão trảm thần quyết định một mình đối phó với thập cửu lộ tông môn. Thứ nhất là để giảm bớt thương vong của các đệ tử. Thứ hai là thập cửu lộ tông môn này vậy mà không có chia ra thành sự, đoán chắc sợ bị đánh lén mới ở cùng nhau. Vừa hay để trưởng lão trảm thần một mẹ đánh gần bọn họ đi. Hắn có nắm chắc không? Cứ việc yên tâm, trưởng lão trảm thần từng nói hắn bây giờ có thể quyết một trận cao thấp với lão tổ. Hắn dám làm như vậy, bảo đảm chứng tỏ nắm chắc 100%, lần này là cơ hội tốt ông trời ban cho. Tuyệt vời! Giỏi quá, bình tâm rồi, lần này ổn rồi. Sư muội dạy dỗ giỏi quá. Nhìn nhất thời trời cao biển động. Tu luyện quá lâu, có hơi ý nhất nha. Chủ nhân, người cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Chúng ta mau chóng chạy thôi, đồ đạc ta đã thu dọn hết rồi. Hắc Ngục ngược lại có được vài phần trân truyền của mình. Yên tâm đi, một đám chó gà mà thôi, cần gì phải chạy chứ. Vừa rồi chủ nhân là đang mắng mình đúng không? Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông chết chắc rồi, còn bao che chú Phạm và mặt phục cụ thật sự là bại loại của chính đạo. Vị Ngụy Nguyên tiền bối đó thật sự là đại tu sĩ dung hư cảnh sao? Im đi, cường giả như này không phải người chúng ta có thể thảo luận. Tối nay chúng ta ăn cái gì thì được đây? Chơi cái đó chắc ổn luôn. Cuộc chiến này nhất định sẽ ghi vào trong sách sử. Tiền bối, người của Ngọc Thanh Tông đến rồi. Ừ. Mở thần thức, chút cơ cảnh cửu tầng. Gà mờ. Cái quần què gì vậy? Một thân linh bảo. Ngọc Thanh Tông đến rồi sao? Chỉ phái một người trên nộp mạng. Đù má, trong tay mình chỉ có một món linh bảo, hơn nữa là phải liều mạng mới có được. Người này thiệt sự không phải là cụ đỉnh chân nhân sao? Có lẽ là sứ giả sinh hòa. Cửu đỉnh chân nhân đang tích ở hải ngoại, không thể trở về nhanh như vậy được. Bây giờ bên đó cũng gặp rắc rối, đoán chắc hắn không thể lo tới Ngọc Thanh Tông đâu. Chẳng trách cả người đều là pháp bảo phòng ngự, đoán chắc là sợ chúng ta lấy hắn ra xả giận. Ngọc Thanh Tông chỉ có một mình ngươi tới thôi sao? Thiệt là ngông cuồng. Ngươi là Lý Tiềm Long đúng chứ? Chủ tử sau lưng vậy ra? Lực áp bức mạnh quá. Hắn sao lại biết, rõ ràng những tin tức này mình trước đó đều bảo mật rất tốt. Tình hình không đúng, xin tiền bối ra tay xử lý người này. Hắn vậy mà phớt lờ uy áp của ta, thực lực của hắn tuyệt đối không dưới ta đâu. Ê rằng không phải là người của Ngọc Thanh Tông. Người này quá nữ là trưởng lão trảm thần, nghe nói là trưởng lão trẻ nhất trong lịch sử của Ngọc Thanh Tông. Hắn hình như sinh ra ở ngoại môn của Ngọc Thanh Tông, không tới 300 tuổi. Không tới 300 tuổi, vậy mà nhiều nhất chỉ mới bước vào quá thần. Có thể chống được uy áp của mình, đoán chắc cũng là dựa vào một thân linh bảo kia. Nếu đã như vậy, trưởng lão trảm thần có dám đánh một trận với ta không? Người này rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Bỏ đi, trực tiếp miễu sát cho rồi. Hắn không nói lý, vậy mà dám đánh lén. Tốc độ nhanh quá. Lục đạo tuyệt ấn. Khoảnh khắc đột phá tới dung hư cảnh, lĩnh ngộ được thần thông mới. Lục đạo tuyệt ấn. Ấn này có thể trấn sát nguyên thần của kẻ địch, đóng vai trò là tuyệt chiêu. Nhục thân chưa chết, nguyên thần đã mất. Ngụy Nguyên tiền bối. Tới ngươi rồi. Đi. Linh chất nổ tan. Phá hủy kim đan. Xé tan nguyên anh. Đánh trọng thương nguyên thần. Tông chủ, còn tấn công không? Tấn công cái quần què à? Tấn công cái địch gì nữa? Người có phải gian tế không? Chúng ta tới là để chi viện Ngọc Thanh Tông. Xem ra Ngọc Thanh Tông không cần sự chi viện của bọn ta. Vậy bọn ta đi trước đây, xin lỗi đã làm phiền nha. Cáo từ. Vẫn may, thập cửu lộ tông môn không có cái chết lưới rách. Nếu giết hết,
Vậy Ngọc Thanh Tâm sẽ thực sự trở thành kẻ địch chung của cả giới tu chân của Đại Yến. Bây giờ chỉ cần chấn nhiếp là đủ rồi. Trưởng giáo Lý Tiềm Long giao cho các người. Như này thì kết thúc rồi sao? Hả? Bọn ta còn chưa học xong nữa. Thả hắn ra. Trưởng lão Trảm Thần. Hoàng Tôn Thiên nghe đây. Người có muốn sống lại không? Hệ thống thông báo. Hoàng Tôn Thiên nảy sinh thiện cảm đối với ngươi. Mức độ thiện cảm hiện nay là 3 sao. Ngài là nói sống lại. Như này thì nảy sinh thiện cảm rồi sao? Ngược lại bớt đi không ít phiền phức. Không tồi, chỗ ta có cơ thể đã mất đi nguyên thần. Nhưng sự sống của nhục thần vẫn còn. Chỉ cần ngươi đặt xá tiến vào thì có thể sống lại. Hoàng Tôn Thiên, ta lập lời thề thiên đạo. Sau này, chỉ nghe theo tiền bối, nếu không tâm ma cắn xé cơ thể và chết đi. Theo ngài tới tận cùng. Đợi ta sống lại sẽ tới soi thánh giáo, đoạn tuyệt quan hệ, sau này ta chính là người của ngài. Xin lỗi, soi thánh giáo đã không còn. Cái quần què gì? Hoàng Tôn Thiên này khá biết cách làm người. Có điều mình không thể vì loại lời này mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Thân phận của cơ thể này không nhỏ, là phó tông chủ của Cửu Long Tông. Là đại tu sĩ dung hư cảnh, vừa bị ta diệt nguyên thần. Bây giờ ta muốn ngươi thay thế hắn. Dung hư cảnh, mình chết không oan mà. Nếu tiền bối hạ lệnh, thuộc hạ dạng chết không trừ. Ta kêu ngươi thay thế hắn không phải muốn ngươi làm gì cả. Chỉ là sợ người sau lưng hắn tới trả thù ảnh hưởng ta tu luyện mà thôi. Hiểu chứ? Hiểu, ta hiểu mà. Ngươi chỉ cần giúp ta ổn định Cửu Long Tông, che giấu chuyện này là được. Ngoài ra, ta để lại ấn ký của ta ở trong hồn phách của ngươi. Lục đạo ấn ký, năng lực phân nhánh của lục đạo hấp hồn có thể gieo lục đạo ấn ký ở trong hồn phách. Hơn nữa lục đạo ấn ký mãi mãi bất diệt trong một ý nghĩa quyết định sống chết. Có thể vượt qua luân hồi vẫn tìm chuẩn xác được đối phương. Nếu ngươi sau này dám phản bội ta, một ý nghĩ của ta có thể bóp chết ngươi. Đại nhân cứ yên tâm nha, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngài. Được, đi đập xá đi. Dân 7 ngày sau, hệ thống thông báo mức độ thiện cảm của Hoàng Trung Thiên đối với ngươi tăng lên. Mức độ thiện cảm hiện đây là 5 sao. Xem ra là đoạt xá thành công rồi. Đa tạ tiền bối. Không làm nhục sứ mệnh, ta đã đoạt xá thành công. Lão hoàng này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Cảm ơn tiền bối khai ân, xin hỏi tên quý đạo hiệu của ngài. Cứ gọi ngài là trưởng lão Trảm Thần mãi, trung quy là bất lễ. Vậy thì gọi ta là Luân Hồi đi. Thành tựu của mình là lục đạo Luân Hồi Công, bị cái tên Luân Hồi chắc không quá đáng. Ngươi dám dùng từ như luân hồi làm đạo hiệu không đơn giản. Cái đùi to này mình ôm đúng rồi. Luân hồi tiền bối, cái đó ta vừa cảm ứng được Cửu Long Tông đang gọi ta. Quả nhiên, dù sao Nguyện Nguyên mất liên lạc lâu như vậy, bọn họ rất lo lắng. Sự việc không thể chậm trễ được, ngươi mau khởi hành trở về Cửu Long Tông đi. Cửu Long Tông nằm ở Tây Nguyên Châu bên ngoài Đại Yến, đừng tìm sai đường ra. Nhớ đừng để lộ đó. Tuân lệnh. Nếu không dễ lừa thì bớt nói chuyện. Dù sao ngươi là đại sĩ dung hư cảnh, bọn họ không dám ép hỏi ngươi đâu. Yên tâm đi, ta ngược lại có một chủ ý tuyệt vời. Chủ ý gì? Dùng nghề cũ của ta. Tiền bối có cần ta lăn tới vị trí tông chủ của Cửu Long Tông không? Ngươi vui là được rồi. Tuân lệnh luân hồi tiền bối. Có duyên sẽ gặp lại ha. Hệ thống thông báo, ngươi thành công bảo vệ được Ngọc Thanh Tông, có được một quyển bí tịch pháp thuật. Chúc mừng ngươi có được thuật đội trướng. Thuật đội trướng, thi triển pháp thuật này có thể khiến tất cả sinh linh hiện ra nguyên hình. Thông báo hệ thống bây giờ mới xuất hiện. Tức là nếu mình không để lại chiêu sâu, vậy chẳng phải Ngọc Thanh Tông vẫn có rắc rối hay sao? Xem ra cẩn trọng là đúng. Hiệu ứng nhân quả quả nhiên đáng sợ. Vào một tháng sau, ta tới tặng hàng trưởng lão ít bảo bối nha.
May nhờ có hàng trưởng lão, trưởng môn của thập cửu lộ tông môn lần này đã tới xin lỗi cho chúng ta. Tặng không ít đồ, ta đặc biệt chọn một vài đồ tốt đưa tới cho ngươi. Trưởng giáo có lòng rồi. Ta đã đối chất hết với trưởng giáo các phái, kẻ đứng sau vụ này chính là tên khốn Lý Tiềm Long. Bây giờ hắn đã bị ta nhốt, xong bước tốt nha. Đợi ta ra ngoài thì sẽ giết hết các ngươi. Có điều chúng ta đã hạ lệnh truy nã đối với Chu Phàm và Mạc Phục Cù. Nhưng hai người bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ta có hơi lo lắng cho bọn họ. Không cần lo lắng đâu, bọn họ đều có bản lĩnh mà. Nó không chừng đã rời khỏi Đại Yến được lâu rồi. Mong là vậy. Nói ra thì Dạy Gia cũng như nhau. Dạy Gia đã bị các tông môn khác đuổi khỏi giới tu chân của Đại Yến. Không có bọn họ đặt bẫy làm loạn, các thế lực trong Đại Yến bình yên không ít. Như vậy thì tốt, chúng ta không có lòng xưng bá, chỉ khi hòa bình tu luyện mới có thể khiến tông môn đi xa hơn. Hàng trưởng lão nói rất đúng. Hệ thống mở mối quan hệ của Chu Phàm, Mạc Phục Cù. Bạn tốt của ngươi, Mạc Phục Cù giao nhằm cấm địa thượng cổ, có được truyền thừa thượng cổ. Bạn tốt của ngươi, Chu Phàm giao nhằm cấm địa thượng cổ, có được truyền thừa thượng cổ. Hai người này không phải về sau sẽ ở bên nhau chứ? Hai tên này không nói tới nữa. Bạn tốt của ngươi, Mạc Phục Cù giao nhằm cấm địa thượng cổ, có được truyền thừa thượng cổ. Bạn tốt của ngươi, Chu Phàm giao nhằm cấm địa thượng cổ, có được truyền thừa thượng cổ. Bạn tốt của ngươi, Hoàng Trung Thiên bị tán tu đánh lén. Đồ đệ của ngươi, Dương Thiên Tông ở trong yêu tộc tạo nên danh tiếng, yêu chúng dưới trướng có hơn 10 vạn. Thần sủng của ngươi, Thiên Cẩu hỗn độn bị yêu dương đánh lén 68 lần. Đạo lộ của ngươi, truyền tinh quân quy lại nhân gian. Bạn tốt của ngươi, Hình Thông Truyền cảm ngộ lĩnh ngộ được thần thông. Bạn tốt của ngươi, Quan Ưu Cương vì sợ ngươi sinh ra tâm ma. Đồ đệ của ngươi, Tu Kỳ Lan tỏa giận xuôi, tổng cộng đã hại chết hàng triệu sinh linh, nghiệp lực cút trời. Đám người này, đặc biệt là đồ đệ, sao đều không khiến mình bớt nhọc lòng như vậy chứ? Hệ thống thông báo: kiểm tra được người có tiên thiên khí vận, có muốn kiểm tra lai lịch của người đó không? Không phải chứ, lại một người tới. Kiểm tra không? Có chứ. Chắc không phải lại một kẻ chuyên gây sự tới nữa chứ. Trần Trường An, trúc cơ cảnh thất tầng, linh xăm thái cổ chuyển thế, kiếp trước được Phật môn nuôi dưỡng vì duyên phận nhất thời với nữ yêu rơi vào lưới tình khiến thần Phật phẫn nộ, đánh hắn vào phàm trần. Trải qua giận tế tình kiếp, chỉ khi triệt để quên tình, đoạt tình mới có thể thoát khỏi lỗi khổ luân hồi. Bây giờ là kiếp thứ 39, Trần Trường An sinh ra ở thế gia tu hành, tuy thiên tư tuyệt luân, nhưng do tướng mạo xấu xí không được người mình thương thích. Sau khi bị người mình thương mỉa mai đả kích, đã cực kỳ đau lòng, cạo đầu làm tăng, nghe nói trưởng lão chém thần của Ngọc Thanh Tông là người khổ tu số 1 thiên hạ nên đặc biệt tới bái sư, muốn đi theo trưởng lão chém thần vì cùng nhau tu hành, từ đó quên đi hồng trần. Nhắc nhở đặc biệt, linh xăm thái cổ có thể tăng trưởng linh khí thiên địa trong phạm vi nhất định. Đây cũng là lý do tại sao thiên tư của Tuần Trường An tuyệt luân. Đủ dài vậy? Được đó, máy tăng linh khí hình người hả? Nhắc nhở đặc biệt, linh xăm thái cổ có thể tăng trưởng linh khí thiên địa trong phạm vi nhất định. Đây cũng là lý do tại sao thiên tư của Tuần Trường An tuyệt luân. Hả? Chờ đã, vậy mà là đặc biệt tới tìm mình. Nghe nói trưởng lão trảm thần của Ngọc Thanh Tông là người khẩu tu số 1 thiên hạ nên đặc biệt tới bái sư, muốn đi theo trưởng lão trảm thần cùng nhau tu hành. Hàng mẫu, ta nổi tiếng vậy sao? Khẩu tu thành tiên, chữ danh bia khẩu tu thành tiên. Đây chính là động phủ của trưởng lão trảm thần vậy? Nhất định đúng rồi. Tuần Trường An, trưởng lão trảm thần là người khẩu tu, nhất định có thể giúp mình thoát khỏi bể khổ. Tiểu Mỹ, không, mình tuyệt đối không thể tiếp tục làm con chó dĩ đuôi nữa. Bần tăng Tuần Trường An, cầu xin trưởng lão trảm thần dẫn ta làm đồ đệ. Một tiếng trôi qua. Sao không có động tĩnh vậy? Lẽ nào tiền bối không có ở đây sao? Không, đây là nhất định là khảo nghiệm mà tiền bối dành cho mình. Chỉ cần kiên trì, sự thành tâm của mình nhất định có thể đả động tiền bối. Cầu xin tiền bối nhận ta làm đồ đệ. Góc nhìn thần thức, tuy linh xăm thái cổ tốt, nhưng cũng có thể dẫn tới phiền phức, vẫn là xem thêm đi.
vào mùa xuân, vào mùa hè, vào mùa thu. Đại Hồng thứ vậy mà lừa người, hắn thiệt sự dần ở đó. Vào mùa đông. Ngươi quỳ lâu như vậy mà không mệt hả? Vì nhìn thấu bộ xương hồng phấn không mệt. Ngược lại là một người thú vị. Ngươi chính là trưởng lão trảm thần sao? Ta không phải hắn. Nhân vật ở đó, sinh ra là để chúng ta ngước nhìn. Mai cô nương, cô đây là muốn đuổi theo huynh trưởng của cô, rơi vào ma đạo. Không sai. Ta chuẩn bị đi tìm tộc huynh của ta, cùng trả thù. Nhiều năm trôi qua như vậy, ân oán vẫn không thể buông bỏ ư? Ta vốn tưởng rằng ta đã buông bỏ thù hận, nhưng ta tu hành tới nay phát hiện nó đã biến thành tâm ma của ta. Nếu ta không thể vượt qua, tâm ma sẽ mãi quấn lấy ta, khiến ta mãi mãi dừng ở nguyên ánh cảnh. Ta lại đặc biệt tới tạm biệt ngươi. Cả tộc Thanh Tông trừ tộc huynh ra, người ta để ý nhất chính là ngươi. Ngươi là người duy nhất khiến ta rung động. Có vài chuyện không làm, ta sợ ta sau này sẽ hối hận. Hẹn tiệc, tạm biệt từ đây thôi. Khuyên đã, nếu tâm trí đã xác định, vậy thì đi đường cẩn thận nha. Đồ đầu đất, mình rốt cuộc đang mong chờ cái gì? Hắn tại sao không níu giữ mình, dù là ám thì cũng được. Không biết lần từ biệt này, kiếp này còn có thể gặp lại nữa không? Không cam tâm. Lục đạo ấn ký. Thiệt sự không cam tâm. Hạn tuyệt. Nếu ta bình an quay về, người xin nguyện ý lấy ta chứ? Đương nhiên rồi, con sẽ bình an quay về mà. Quả nhiên không nhìn nhầm hắn. Kết quả vừa ra khỏi sơn động thì bị trưởng giáo tóm. Ta nói rồi mà, con sẽ bình an thôi. Muốn phản tông hả? Không bất cửa đâu nghe. Tên khốn kiếp Hàng Tuyệt. Muốn ăn chủ nhân của ta ư? Nằm mơ đi. May nhờ ngươi thông báo trước cho chúng ta bằng thần thức. Chuyện của Mặc Phục cùng gia chú Phàm đã gây ồn ào quá rồi, không thể tiếp tục có đệ tử của Ngọc Thanh Tông nhập ma nữa. Nên làm thôi, đừng ngược đãi cô ấy là được rồi. Đúng rồi, Hàng trưởng lão, vừa rồi khi lên đây, ta thấy có một hòa thượng quỳ ở dưới chân núi. Nếu nhớ không nhầm, hắn đã quỳ 5 năm rồi. Tu luyện quá mức, suýt nữa, quên mất mẹ hắn rồi. Xin trưởng lão trảm thần dẫn ta làm đồ đệ. Sự kiên trì đáng được khen ngợi, ta nhận ngươi. Trưởng lão trảm thần chính là bản tôn. Đồ như Tuần Trường An bái kiến sư phụ. Bái giờ môn hạ của ta, trừ phi thành tiên. Nếu không sau này không thể rời khỏi núi này, ngươi có nguyện ý không? Tiền bối thiệt sự không hổ là người khổ tu số một đại yến. Đệ tử chính là muốn bế quan tu hành mãi, cách xa hồng trần thế tục, vậy nên mới tìm tới tìm ngươi. Tốt, tâm tính không tồi, đi theo ta đi. Vâng, sư phụ. Ngươi tìm một chỗ tu luyện trước đi, chờ ngươi đột phá đến kim đan, di sư sẽ truyền pháp thuật cho ngươi. Hắn chắc sẽ không ăn chủ nhân chứ. Đa tạ sư phụ. Hệ thống thông báo, ngươi đã thu nhận được 3 người có tiên thiên khí vận làm đồ đệ. Khí vận tăng lên, sự phát triển tu hành của ngươi sẽ đã thay đổi. Ngươi có những lựa chọn sau. Một, con đường kiếm tiên, dùng kiếm nhập đạo, sau đại thừa có thể phi thăng tiên giới, trở thành kiếm tiên trên đời. Hai, lục đạo luân hồi, dùng pháp phá đạo, sau đại thừa có thể vào địa phủ, hóa thành quỷ kiếm tiên. Ba, luân hồi kiếm tiên, tu cả kiếm đạo lẫn đạo luân hồi, có thể thoát khỏi tam giới, trong ngũ hành đi lại tự do. Vậy mà còn có loại chỗ tốt này. Ba mục lựa chọn này kiếm tiên quá bình thường. Quỷ kiếm tiên và luân hồi kiếm tiên hình như bắt nguồn từ lục đạo luân hồi công mà mình tu luyện. Đọc miêu tả mục thứ ba rõ ràng tốt nhất. Nếu đã như vậy, vậy thì chọn nó.
Ngươi chọn con đường luân hồi kiếm tiên, có được một truyền thừa thần thông lục đạo linh căn và kiếm đạo đều tu luyện tới đỉnh phong thì có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Chúc mừng ngươi có được thần thông quyền quang kiếm khí. Quyền quang kiếm khí, thần thông kiếm đạo trong kim đan tu luyện, một hơi quyền quang kiếm khí, miệng phun ra kiếm khí, sức sát thương cực mạnh. Miệng phun kiếm khí xong. Không ra sao quá rồi, xin hãy chịu đựng nhiều hơn. 12 năm sau, từ sau Trần Trường An gia nhập, linh khí trong động phủ tăng lên rất nhiều. Hàng Tuyệt mượn điều này thành công đột phá đến dung hư cảnh tứ tầng. Thông qua thiên tài địa bảo cải tạo mấy năm, linh khí của Ngọc Thanh Tông cũng tăng lên với biên độ lớn. Linh khí như sương mù che phủ các dãy núi. Tu vi của các đệ tử nội môn, ngoại môn gì vậy đã tăng lên, phải gọi là cả tông hưởng phúc. Lại cộng thêm sự thăng cấp của Ngọc Thanh Tông, tu vi của các trưởng lão tăng cực hạn tới dung hư cảnh. Ngọc Thanh Tông nghiễm nhiên ẵm được vị trí tông môn đứng đầu đại yến. Còn về chuyện Hàng Tuyệt sau lại biết rõ tu vi của mọi người tăng lên, đó là gì? Bạn tốt quá nhiều. Nhiều năm tích lũy lại, số bạn tốt chủ yếu là người của Ngọc Thanh Tông đã đạt tới số lượng khủng khiếp. Nhiều dòng bạn bè như này phải xem trước khi nằm hết chứ. Có để lão tử tu luyện hay không? Nội dung trong dòng bạn bè loạn xì ngầu cả lên, theo lý mà nói mặc kệ bọn họ là được rồi. Nhưng muốn tìm một người thì như bị tra tấn, tìm tới đối tinh đối mù. Thông báo, kim đăng cảnh lục tầng, hình hồng tiền. Thực ra, ấn vào, chú ý đặc biệt, bên dưới nick nhân vật thì không cần lo lắng sẽ bỏ qua trạng thái của bạn tốt. Hệ thống đủ mấy nhà ngươi. Rõ ràng, giới chức đó không có tính năng này. Hệ thống âm thầm sự bức mà thôi. Như vậy cũng được hả? Cùng lúc đó, Tô Kỵ Tân yêu nghiệt nhà ngươi. Lần này, xem ngươi chạy đâu. Giao ra bí bảo của tâm môn ta, tha cho ngươi không chết. Đúng, còn cả bí pháp của tâm môn ta phải để lại. Tông chủ không rõ tung tích, ngươi lại có hạn định bảo đan của hắn, có phải do ngươi làm không? Tội chồng thêm tội, còn gì để nói chứ? Ta chỉ nói một câu, ta chưa từng giết ngươi. Những báu vật này đều là ta nhặt được, các ngươi muốn à, tự mình đi lấy đi. Cái này là ngươi nói nha. Các vị đạo hữu, tà ma ngoại đạo là phải giết, chúng ta sát cánh cùng lên đi. Giết! Nghiệt xúc ăn một đao của ta đi. Báo thù cho tông chủ. Các người cảm thấy đây chính là cực hạn của ta ư? Cẩn thận, hắn còn có chiêu sau. Cho các ngươi xem, chiêu cuối cùng của ta. Sư phụ, mau cứu ta với! Xin lỗi, sư phụ đi vệ sinh rồi. Đợi một lúc nha. Ở một bên khác, Cài chỉ xem chú ý đặc biệt thì dòng bạn bè thoáng cái đã sạch sẽ rồi. Như này thì đúng rồi. Bạn tốt của ngươi, Hoàng Thiên Tôn bị tu sĩ đồng môn đánh lén, x75. Bạn tốt của ngươi, cựu đỉnh chân nhân cảm ngộ tự nhiên, tuổi thọ tăng thêm 300 năm. Thần sủng của ngươi, thiên cầu hỗn độn bị ma tu đánh lén, 641 lần. Thần sủng của ngươi, thiên cầu hỗn độn bị tu sĩ chính đạo đánh lén, 317 lần. Bạn tốt của ngươi, chú Phạm bị tu sĩ chính đạo đánh lén, 983 lần. Bạn tốt của ngươi, chú Phạm bị trọng thương, tính mạng nguy hiểm, bị đập tiết tông hành hạ. Đồ đệ của ngươi, Dương Thiên Đông bị yêu thú đánh lén, 3782 lần. Đồ đệ của ngươi, Dương Thiên Đông giác tỉnh quyết mạch yếu thánh, tu vi tăng mạnh. Bên ngoài thiệt lặng, ở nhà tu luyện không ổn áp hơn sao? Trạng thái bạn tốt đã cập nhật. Con có thể cập nhật thông tin sau. Đồ đệ của ngươi, Tô Kỳ bị bảy nhánh tông môn liên thủ chiêu sát. Những tông môn nào may mắn như vậy? Sư phụ, cứu ta! Sư phụ, cứu! Sư phụ, cứu! Sư phụ, cứu ta! Trưởng lão, chúng ta còn lên không? Ta chính là trưởng lão của Thông Địa Tông. Nếu đạo hữu có đó thì không bằng ra đây nói chuyện đi. Xong rồi. Lẽ nào sư phụ có chuyện không ở đây sao? Trưởng lão,
sắc mặt của hắn không đúng lắm. Cái gì? Bị chết xỏ rồi. Bắt lấy hắn đi. Đừng! Con người có ba việc gấp, có lẽ sư phụ của ta chỉ là có việc gấp phải làm. Đù, nhìn lên trời kìa. Cái quỷ gì vậy? Vừa rồi thời tiết không phải như vậy. Thiên lôi không phải sớm đã tuyệt tích rồi hay sao vậy? Là sư phụ. Đa tạ sư phụ tương cứu. Sư phụ mới mãi tuyệt vời. Vào 18 năm sau, nhìn nhất thời trời cao biển rộng, ngươi nhập môn đã 18 năm. Hôm nay ta kiểm tra kiếm pháp của ngươi. Sư phụ truyền cho, ta đã học được rồi. Rất tốt, để ta xem thử ngươi luyện tới mức độ nào rồi. Tuyệt tình kiếm pháp. Tuyệt tình kiếm pháp, tu luyện kiếm pháp này dùng tình yêu tội đỉnh để nhập đạo. Tình yêu sâu sắc, cắt bỏ mọi thứ. Kiếm pháp này nguy hiểm, cần loại bỏ thất tình lục dục trong lòng. Ngài kiếm thành, vô vật vô dục vô tình, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai thông. Tiểu Mỹ, tại sao ta vẫn không quên được nàng? Thì sự có người học được tuyệt tình kiếm pháp sau, chỉ đi bước cắt bỏ tình dục này thôi đã khó hơn lên trời rồi. Không được, mình tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của sư phụ được. Sắc chính là không, trước tiên chém người trong tim. Kiếm pháp không tồi, chỉ là tu vi hơi thấp mà thôi. Kiếm pháp của mình dễ dàng bị ngăn sau, quả nhiên vẫn là không được ư. Sư phụ, lẽ nào ta cuối cùng không thể nhìn thấu ái tình sao? Giới thiệu một chút, vị này là sư nương của ngươi. Đáng ghét, thiệt xấu hổ. Sư phụ tuyệt tình kiếm pháp mà người dạy là giả dĩ. Sư phụ người thiệt sự là đệ nhất khổ tu trong thiên hạ sao? Phu quân, đây là thần công ta phát hiện cho chàng nè. Như thế nào, đại cơ duyên này không tệ nhỉ? Quả thiệt không tệ. Bây giờ tu vi của cô ấy cũng tăng mạnh tới kim đan cảnh bát tầng rồi. Có lòng rồi, nhưng ta có thần công, không cần tới những thứ này đâu. Vậy được thôi, còn có thứ khác cho chàng xem nữa nè. Đây là quả tạ ta phát hiện ở trong bí cảnh thượng cổ. Ăn vào sẽ tăng cường khí huyết thể phách. Ta chỉ ăn một quả thì có thể một chưởng quấn tan ngọn núi nhỏ. Phụ quân cứ việc ăn, ta còn rất nhiều nghe. Quần áo của cô thiệt sự không có túi sao? Cô nàng này luôn suy nghĩ cho mình. Mình cũng không thể từ chối cô ấy đâu. Phụ quân, nghe nói trước đó có một người tên Mạc Trúc từng đến tìm chàng sao? Có từng tới? Cô nghe ta nói đã. Những chuyện này lát nữa rồi nói ha. Có lúc hạ thủ di cường trước là rất cần thiết. Hình cô nương, đừng! Phu quân, mười mấy ngày sau, Hàng trưởng lão, chuyện bự không hay rồi. Quyết Diêm Thiên Môn của giới tu chân đại ngụy không biết từ đâu đào được một khách khanh đại năng. Nói là muốn thống nhất giới tu tiên ở xung quanh. Quỷ diệt đi, phiền quá! Quyết Diêm Thiên Môn, ngươi vừa nói là sao vậy? Giờ mới qua bao lâu chứ, lại không được sống yên rồi. Giới tu chân đại ngụy ở giáp bên đã bị Quyết Diêm Thiên Môn thống nhất. Đang chuẩn bị đánh qua đại yến chúng ta, đối tượng nhắm tới đầu tiên chính là Ngọc Thanh Tông chúng ta. Quyết Diêm Thiên Môn có mạnh không? Nó không phải vấn đề có mạnh hay không. Nó có đại năng khanh khích, ít nhất là dung hư cảnh. Nếu chỉ là dung hư cảnh thì không có gì. Chỉ sợ sẽ có hợp thể cảnh mạnh hơn thôi. Cai cảm thấy sẽ có tu sĩ hợp thể cảnh không? Có khả năng, nếu không thì bọn họ đã không nhanh như vậy, đã thống nhất giới tu chân đại ngụy. Hàng trưởng lão là định. Chuồn lúc còn sớm sao? Xem tình hình, nếu ngày mai mà đánh tới cửa, vậy ta có thể sẽ chạy đó. Ngày mai thì không tới mức đó, quãng đường giữa đại ngụy và đại yến rất xa xôi, cộng thêm có sự kéo chân của các tông môn dọc đường.
muốn thiệt sự đánh tới sơn môn của Ngọc Thanh Tông, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Ta chỉ là báo tin trước với ngươi thôi. Thời gian 10 năm ta cũng chưa chắc có thể tu luyện tới hợp thể cảnh. Sẽ mà, ta tin tiềm lực của ngươi. Vậy tạm thời không cần chạy, trưởng giáo, có một vấn đề ta không hiểu lắm. Rõ ràng đều là người tu tiên, nhưng không cố gắng bế quan cảm ngộ thiên địa chân ý, truy tìm trường sinh vĩnh hằng, sao suốt ngày cứ tranh giành địa bàn giống phàm phu tục tử vậy? Hây, giả tâm của ma tu sẽ tăng cao nếu sự gia tăng của tu vi. Huống chi chiếm được càng nhiều giới tu chân, bọn họ có thể nắm được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Ồ, đúng rồi, Hàng trưởng lão, bên phía đồ đệ của ngươi có tin tức rồi. Đồ đệ Dương Thiên Đông sao? Nói ra thì từ sau khi hắn tham gia đại hội tu tiên thì đã mất tích nhiều năm. Không sai, tìm thì tìm được rồi, nhưng hắn nói hắn bây giờ là yêu dương, sống cuộc sống khá tốt, tạm thời không định quay về. Ta lo lắng hắn sẽ giống như Chu Phàm Mạc Phục Cù. Sẽ không đâu, với cái đầu óc tí tẹo đó, cứ kệ mẹ hắn đi. Như vậy hả? Ai, còn nữa, dạo gần đây có một con chó yêu hoành hành giới tu hành, theo miêu tả của đệ tử, con chó yêu đó hình như là ngươi nuôi. Không cần quan tâm nó cứ muốn ra ngoài sông pha, đợi bị dạy cách làm chó thì sẽ quay về. Không hổ là ngươi. Ta phải đi chuẩn bị chuyện của Quyết Diêm Thiên Môn đây, cáo từ trước. Ừ, bye bye, đừng bị đánh nữa nha. Phu quân yêu dấu, lần sau thiếp thân sẽ tiếp tục vui niềm cá nước với phu quân. Cái lão già phá đám Lý Khanh Tử này, làm hỏng chuyện lớn của mình sao? Niềm vui cả nước, kết hợp bổ sung cho nhau. Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm là thuật công pháp tối cao. Chiêu thức công kích đơn thể mạnh nhất hiện tại, tuyển chém giết khá cao. Dạng kiếm thần tông có thể triệu hoán ra kiếm ảnh trong dòng sông lịch sử, thích hợp cho công kích phạm vi lớn. Tuy là diện rộng, nhưng lực sát thương chuẩn xác vẫn còn yếu. Nếu hai cái kết hợp, nếu đã như vậy, mình tại sao không sáng tạo ra thần thông kiếm đạo của riêng mình chứ? Tây Nguyên Châu, chân võ giáo. Quan Cực Hạo, sao hả? Vẫn chưa nghĩ thông sao? Ta thua ngươi không phải là kiếm đạo của ta không được. Nếu cho ta thêm trăm năm, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chu Tước Kiếm Tông có ơn nuôi dưỡng ta, ta tuyệt đối không thể phản bội tông môn. Ngươi chết cái tâm tư này đi. Nếu ngươi chịu ở lại chân võ giáo chúng ta, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành kiếm tu số 1 thiên hạ. Nó không chừng sẽ có hy vọng đạt tới kiếm tiên. Ngươi có kiếm tâm trời sinh, ở mãi Chu Tước Kiếm Tông chỉ sẽ lãng phí thiên phú của ngươi thôi. Đời ngươi trở thành kiếm tiên, đối với Chu Tước Kiếm Tông mà nói cũng là một phần dễ dàng. Thiên tư kiếm đạo của ta thiệt sự cái thế vô song ư? Đó là đương nhiên. Nhưng ta từng gặp thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt hơn ta. Thượng quan, kiếm đạo của người đó mạnh hơn ngươi. Ồ, gặp ở đâu? Chắc không phải ở nơi xó xỉnh nào đó ở Đại Yến các ngươi chứ? Hơ, đừng nói đùa nữa. Đại Yến của các ngươi không thể có kiếm tu mạnh hơn ta đâu. Ngươi từng nghe nói tới trưởng lão trảm thần của Ngọc Thanh Tông chưa? Thực lực của hắn thâm sâu khó lường, tương đương với đại tu sĩ Dung Hư Cảnh. Nguyện nguyên của Cửu Long Tông cũng cụp đuôi quay về, không nhắc một chữ về cuộc chiến lúc đó, có thể thấy sự mạnh mẽ của trưởng lão trảm thần. Hừ, Nguyện nguyên, thiên tư của hắn vốn không được, dựa vào cơ duyên trùng hợp mà đạt tới Dung Hư Cảnh. Vì để có được tài nguyên, hắn còn thuê người làm bẻ mặt Dung Hư Cảnh của bọn ta. Đánh bại hắn không phải là chuyện khó. Chuyện gì vậy? Kiếm vậy mà đang dĩ dụ hả? Động đất rồi sao? Không, không phải động đất. Kiếm của ta sao bay rồi? Không, bảo kiếm gia truyền của ta. Đây là... Kiếm sao đều lên lửng hết vậy? Đại sĩ đang chuyện gì? Dạng kiếm triệu bái. Kiếm linh cùng kêu. Đây là... Dạng cổ kiếm đạo. Nhìn nhất thời trời cao biển rộng.
Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.